Đêm ngày 16 tháng 6, các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 4 người tử vong trong vụ cháy ở ngôi nhà kinh doanh đồ điện và vật liệu xây dựng trên phố Định Công Hạ, Hoàng Mai, Hà Nội. Danh tính 4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy gồm bà NMH, 53 tuổi và 3 cháu nhỏ 11 tuổi, 6 tuổi và 2 tuổi. Trước đó vào khoảng 18 giờ 22 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo cháy nhà dân khu vực tầng 4 tại số nhà 207, phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã điều động 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp cùng người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Đến 19 giờ 30 phút, đám cháy đã được khống chế và 20 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm hiểu sơ bộ, các lực lượng chức năng đã phát hiện 4 thi thể. Hiện Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an thành phố cũng tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành có liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy. Ngôi nhà xảy ra cháy ở số 207 Định Công Hạ, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội là nhà ở kết hợp kinh doanh vật tư điện nước. Quy mô công trình cao 6 tầng 1 tum, diện tích mặt bằng khoảng 80m², có một thang bộ hở và một thang máy. Tầng 1 là nơi kinh doanh, tầng 2, tầng 3 là kho chứa hàng hóa. Tầng 4, tầng 5 là phòng ngủ của gia đình, tầng 6 là bếp và phòng khách, tầng tum là phòng thờ và sân phơi. Từ tầng 1 đến tầng 3 dùng để kinh doanh, tầng 4 trở lên để ở, hàng hóa xếp kín cầu thang. Thời điểm xảy ra cháy trong căn nhà có 7 người, trong đó 3 người là chủ nhà và con trai con gái chủ nhà đã tự thoát nạn qua ban công tầng 5 sang mái nhà liền kề ra ngoài. Hiện lực lượng cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy. Thời gian gần đây, thành phố Hà Nội thường xuyên xảy ra nhiều vụ cháy, trong đó có một số vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của người dân. Điển hình như ngày 13 tháng 5 năm 2023, vụ cháy xảy ra tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, làm 4 bà cháu trong một gia đình tử vong. Ngày 12 tháng 9 năm 2023, cháy ở chung cư mini ở quận Thanh Xuân khiến 56 người tử vong. Ngày 24 tháng 5 năm 2024, cháy nhà trọ ở quận Cầu Giấy khiến 14 người tử vong.